26 tháng 7, Trần Phước Andre Phú Yên. Ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy, Đức Giêsu nói với mọi người rằng: Ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi thì con người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy. Vì người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần. Đó là lời Chúa. Suy niệm và cầu nguyện. Từ bỏ chính mình để yêu Chúa, yêu người. Ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Có những chuyện không đáng liều mà con người ta cũng liều. Thật đáng buồn cho những cái liều chết vì mê muội lao đầu vào những con nghiện hôm nay. Nghiện hút chích, nghiện game, nghiện sét, nghiện rượu chè bê tha, nghiện xe, nghiện tốc độ, nghiện siêu sao, nghiện nổi tiếng. Cơn nghiện nào cũng khiến người ta liều mình lao đầu vào cái kết đắng, chết vô nghĩa. Còn có cả những cái liều chết tưởng là vì lý tưởng chân chính, mà thực ra là một thứ lý tưởng lừa đảo, mị dân. Nhưng cũng không thiếu những con người liều chết vì lý tưởng chân chính. Chết vì yêu người, chết vì cứu người, chết vì làm chứng cho một sự thật, đấu tranh cho công lý. Những cái chết ấy có ý nghĩa gần giống với cái chết của Chúa Kitô, gần với ơn cứu độ nhờ cái chết của Chúa Kitô. Chúa Giêsu nói: Ai muốn theo ta thì hãy từ bỏ chính mình đi, vác thập giá mình mà theo ta. Theo Chúa là theo con đường yêu người và cứu người. Từ bỏ mình là điều kiện trước tiên, là khởi điểm đi vào lối yêu người và cứu người. Chúa Giêsu đã từ bỏ chính cái tôi Thiên Chúa của người để mặc lấy thân phận người, vì yêu người, vì cứu người. Không từ bỏ ý riêng mình thì không thể lắng nghe ai. Không từ bỏ cái tôi của mình thì không thể nghĩ tới ai. Không bỏ cái yêu mình thì không thể yêu ai. Và khi đã sẵn sàng từ bỏ mình thì việc liều mạng sống mình vì yêu người, vì cứu người như Chúa Giêsu là điều phải đến. Người liều mạng sống mình để làm chứng cho tình yêu Chúa Kitô là người chọn lấy cái chết ý nghĩa cho hôm nay và vĩnh cửu. Thánh Andre Phú Yên nêu gương cho tất cả các gia đình. Lạy Chúa, xin giúp các gia đình anh dũng từ bỏ chính mình để yêu Chúa, yêu giáo hội, yêu nhau và yêu người. Amen. Sống theo lời Chúa TV luôn mong ước mọi người được sống vui nhờ vui sống lời Chúa, và nhất là vui sống lời Chúa trong gia đình chúng ta. Bấy giờ, nhờ lời Chúa, mái nhà trở nên mái ấm hạnh phúc, gia đình là địa chỉ của tình yêu thương và niềm hy vọng. Mái nhà là cung điện vàng của Thiên Chúa ngự trị. Gia đình là khởi đầu việc hình thành một thiên đàng cho hôm nay và vĩnh cửu. Mái nhà là nơi phát sóng tình yêu và tin mừng của Thiên Chúa cho mọi người. Gia đình trở nên một cộng đoàn chứng nhân đức tin cậy mến. Vâng, Chúa cho con một mái nhà ấm tình mẹ, ấm tình cha. Chính vì ấm tình mẹ, ấm tình cha mà chúng ta có tất cả cuộc hiện hữu trên trần gian và niềm hy vọng trùng phùng đoàn tụ trong đức của Thiên Chúa trong cõi sống đời đời. Xin lặng một thoáng để ngẫm tình thương, nỗi vui, niềm hy vọng và hạnh phúc, rồi cùng cất lên lời ca:
Chúa cho con một mái nhà, ấm tình mẹ, ấm tình cha. Tạ ơn Chúa và cầu xin cho cha mẹ mãi là ánh sáng đức tin cậy mến, mãi sống lời Chúa và soi chiếu cho cuộc đời chúng ta con đường hạnh phúc bình an. Theo ngày đoàn con này xin...